Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh Nhật Cường Cười Để Nhớ. Hôm nay Nhật Cường giới thiệu đến quý vị một món, đó là mực ống chiên nước mắm tỏi. Và không quên chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay Nhật Cường đang ở Maryland. Mình rất là yêu thích ẩm thực, cho nên muốn ăn phải lăn vào bếp. Mình cùng chia sẻ đến cả nhà một món ăn rất là đơn giản thôi, đó là món mực ống. Mực ống này thì nó làm nhiều món lắm, ví dụ như là mực ống nhồi thịt nè, ha, rồi những mực ống hấp nè, những mực ống luộc nè, chấm mắm gừng nè, rồi mực ống nấu lẩu nè, rồi đây hôm nay mình làm sẽ là mực ống chiên nước mắm tỏi, rất là hấp dẫn và ngon. Đây mực ống ở đây thì nói chung là nó không có được tươi như ở Việt Nam đâu nhé. Tại vì ở đây lấy tươi xong rồi đem qua bên này thì nó sẽ bỏ tủ lạnh, thì giờ mình phải xả đông ra thôi ha. Và bây giờ ta đổ rượu trắng vô, ta ngâm với mực để làm cho nó bớt tanh, và thứ hai nữa cho nó săn cái mực lại. Trong thời gian chờ mực săn, ta đổ dầu vào chảo cho thiệt nhiều nha, để ta chiên cho nó ngon lành cành đào luôn nha. Sau khi mực ống này đã làm sạch, và mực ống này được của một người em ở tiểu bang nào? Louisiana tặng cho Tuấn, xong rồi đem về đây cá. Câu cá xong rồi còn mưa tươi rói đó, đem về đây. Và sau đó là mới vừa rửa xong và ướp với rượu để phá được cái hôi, cái mùi tanh đó, trong khi con mực nó còn dính được mấy con tôm nữa. Thì sau đây diện ăn ké, và chúng ta là bắt đầu đổ dầu vô chảo. Dầu phải tràn ngập nha. Đó. Lửa lớn không? Lửa lớn càng tốt. Đó. Không, đó đâu sao? Cái lửa này là ok rồi. Nó tràn ngập. Rồi chúng ta sẽ bước 1 chúng ta sẽ chiên cái mực này. Đó. Rồi bước 2 mình sẽ giới thiệu với cả nhà tiếp là làm như thế nào nha. Ở đây cũng có thêm một món nữa, đó là cua Maryland. Và cái này ở Việt Nam ta gọi là ghẹ. Món này thì làm đơn giản thôi, một là xào me, hai là ta hấp ta luộc gì đó, nên chấm muối tiêu chanh là tuyệt vời. Chào cả nhà yêu thương, hôm nay thì A Phương và bé thấy món mực chiên tỏi với anh Nhật Cường. Chiên nước mắm tỏi. Chiên nước mắm tỏi, mọi người nhớ ủng hộ kênh nhân từ, nhớ bấm subscribe công lao. And like and everything, cả gia đình ủng hộ luôn. Cái công lao lớn nhất là công lao của bạn Tuấn, là có người ở ở tiểu bang khác tặng cho mực. Công lao thứ hai chú Toàn. Chú Toàn hả? Chú Toàn. Thì công lao thứ hai là Hà Hương đã làm mực sạch cái này nọ và ướp rượu. Làm mực cái công đoạn mực á thì anh Cường anh nói Hà Hương á phải làm một cái công mực á. Công đoạn mực là không phải là xả đông hay là tươi về, thì chúng ta phải làm nhớ đeo găng tay vào. Sau đó thì mình cầm cái đầu mũi dao thiệt là nhọn như thế này. Cái mũi dao nhọn này nè, xong rồi mình cầm muốn mực cơm nó còn nguyên trong bụng á, đừng có xẻ ra nó sẽ mất ngon, thì chiên nó bị nở ra. Cho nên là chúng ta cầm cái đầu con mực đây thì chúng ta móc cái đầu một chút xíu để lấy cái màu đen nó ra, gạt đi rồi rửa nó lạnh rồi để ra. Làm chặt đi bao nhiêu là nấu xong hết. Và rút cái mang nữa, nó rút mang ra rồi mực đen này nó lấy ra hết cho sạch đó. Dạ, hy vọng là mọi người được ăn cơm. Và sau đây bắt đầu là đi vào chi tiết cái món mà mực ống mà mình chiên với nước mắm tỏi nha. Đó, camera tức sợ đây. Hà Phương chuẩn bị coi nè. Đó. Bây giờ sau khi cái này là mình đã ướp với rượu để nó khử cái mùi tanh rồi. Bây giờ ta vô nhẹ nhàng. Đó. Nó sẽ văng dữ lắm nha các bạn ơi. Đó. Và đứng xa xa ra rất là nguy hiểm, đúng không? Cái này đã ráo nước rồi đó, thấy chưa? Ráo nước mà nó còn bung gì đó, thấy chưa? Ghê chưa? Đó, bây giờ là đến phần Hà Phương cứ biểu diễn đi, tại vì micro mình giữ rồi. Đó, Hà Phương nói là khi mà chiên mực mà khỏi sợ bị văng là ta bỏ xí muối vô, đó là cũng là một cái bí quyết, thấy không? Rồi. Nó sẽ không có đổi như ban đầu nữa. Nó không có đổi như ban đầu nữa. Đâu có đổi như ban đầu đâu. Nó
thì nó sẽ không nổ nữa. Đó vậy ha. Ồ, hay ta đó nha. Nếu mà còn là thợ bếp không á. Backup tin nữa không? Backup là nhà bếp. Chương trình muốn ăn mà lăn vào bếp. Chương trình đam mê ẩm thực là đây. Mình thấy còn ba em tôm thì chơi vô luôn. Dù cho nó lạc loài nhưng mà nó vẫn có tính đồng bọn và tập thể. Và một em cá nữa. Đó, em cá là cho anh vô luôn. Cho anh vô luôn đi. Chiên tỏi nước mắm. Bỏ vô luôn. Thành luôn. Tỏi với nước mắm. Đây là bước 1 nha. Ê, bước 2 nha cả nhà. Bước 1 là mình có mình làm mực sạch xong xuôi. Lấy mật ra. Rồi sau đó mình rửa sạch xong xuôi, bắt đầu mình ướp với rượu cho khử tanh. Và đây là những rồi để khô. Chuẩn bị chén nước mắm nữa nha cả nhà. Và sau đó là chúng ta bước 2 là chúng ta phải chiên cho mực cho nó giòn. Mực đã thấm và từ từ đã giòn. Nhìn trông rất bắt mắt và hấp dẫn. Và dám chắc với mọi người là cái món phụ là cái món đó cua ghẹ Việt Nam hấp bia đã cũng vừa chín. Món này chuẩn bị muối tiêu chanh là xong. Và bây giờ ta chuẩn bị bước vào bước thứ ba. Bây giờ bạn Tuấn lấy cho mình một cái chén. Cái bước này là bước quan trọng, đúng rồi. Bạn lấy cho mình một muỗng canh. Một muỗng canh nước mắm. Một muỗng canh nước mắm. Đó, lấy nước mắm. Một muỗng canh nước mắm. Xong chưa? Nước rồi. Mắm này là 40 đạm nha. Đúng rồi, 40 đạm mà. 40 đạm. Yeah, này 40 đạm. Trong thời gian đó là em xem Hàng Phương đang không có dám bầm rừng nè, thấy không? Đó, trang trí đẹp không? Đó, này đẹp không? Muỗng canh đó nha, muỗng canh cái đó là phải là hai muỗng. Chờ đi không sao. Hai muỗng nguyên một nồi. Nguyên một nồi nè. Không. Bên cái chén ừ. Đó, hai muỗng. Đó, hai muỗng này thì bằng có thể là xem mem muỗng canh. Rồi, bây giờ Hà Phương giúp Nhật Cường lấy hết bột cano nè, đường nè, muối nè, rồi bột nêm nè. Đó, nói chung là đem tới đây để mình nêm nếm cho nó vừa miệng cái coi. Nó đó, đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi, bỏ vô. Rồi, ok, đẹp rồi. Xong xôi cho mình muỗng đường, tí xíu đường. Rồi, đẹp rồi, rồi xong xôi cho mình cái bột ngọt á, gọi là tiếng Bắc gọi là mì chính á. Nước mắm thì mình thấy hơi bị thiếu tí xíu á, để lá rồi coi nêm lại tí xíu nữa đó. Đó. Tí xíu thôi nha, tí xíu. Mình đang ngưng là ngưng, ngưng, ok đẹp. Đó, rồi bây giờ Phương cho mình nửa muỗng nước mắm lên đi. Nửa muỗng nước mắm này nữa cho đẹp. Nửa muỗng nước mắm là đẹp nhất. Đúng rồi, nửa muỗng thôi. Ấy thôi, rồi đẹp. Ok. Sau đây là mình sẽ bớt cái dầu trong chảo ra. À, cho ra ngoài đi. Bớt ra hết dầu. Cẩn thận nha, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Quá tuyệt vời người ơi. Khi bạn tức sợ lấy rượu thì bạn tức sợ coi thử cua chín chưa. Dớt lên đi nha. Ừ, quá chín luôn rồi. Cứ mình quân hai người con nha, không phải là ăn tiết kiệm. Chứ bỏ mứa tội nghiệp lắm. Sau đó đổ dầu rồi thì bây giờ mình bỏ những cái mực mà với tôm với cá nãy mà đã ăn kiểu này chiên. Khuya luôn á hả chú Hiếu? Đó, xong. Rồi sau đó ta bỏ cái nồi, cái chảo lại. Và ta bỏ tí xíu mỡ hành vô. Để sau đó tiếp đến là ta tao với cái gừng. Với cái sả, vô ít sa tế, đó, vô ít tỏi, rồi ta bỏ mực này vô, rồi xong xuôi cái ta bỏ cái phần mà ta pha nước mắm này vô, là cái đó bước xong thành công tốt đẹp. Dầu sôi chưa? Đó, trong cái lúc này là dầu sôi. Trong cái lúc kia là bạn kia lấy ngầu chưa, từ từ để cho nó sôi đi, nó sôi mình sẽ bỏ tỏi vô trước, tỏi xong tí sả xong đến gừng sau, ha, à. Đó, à, bên này ghẹ nè, nhìn ghẹ cua nhìn hấp dẫn không, đó muối tiêu chanh, đó chai XBO rồi lên sóng. À, sôi chưa? Sau đó bỏ tỏi vô. Đó. Bỏ tỏi vô đi. Bỏ tỏi nè.
Đó, nóng lên nè, soi rồi. Ôi, thôi. Rồi, trong lúc soi cái đó là chúng ta sẽ tiếp đến là gì? Bỏ một ít xả vô, nhưng mà đừng nhiều quá nha. Đó, bỏ lên. Rồi, vừa đủ rồi, đẹp. Gừng thì này, nó hơi nhiều nha. Bạn bỏ 1/3 gừng thì đủ. Đó. Đúng rồi, cho sao đây, đến cuối gừng. Rồi, đẹp quá. Thêm tí xíu nữa đi, bị thiếu. Đó, đẹp. Ok, đó, rồi, tao đều. Nghe mùi rất là thơm, thấy không? Lung linh. Thì 3 phút qua Hà Phương đã tao xong rất là thơm. Và bây giờ đến cái phần gọi là bỏ mực vô. Đó, bỏ mực vô. Đúng rồi. Sau cái phần bỏ mực vô ta trộn cho đều nha. Trộn cho đều. Đó. Đúng rồi. Trộn cho đều. Đó, khi mà trộn đều rồi, từ từ cho nó thấm vào á, nó ngon thì ngon á. Rồi, bắt đầu tiếp đến là ta bỏ cái chén mà chúng ta đã nêm nếm hết ở đây. Đó. Rồi. Rồi, Hà Phương. Đó. Trộn lại cái thứ là cuối. Trộn lại cho nó ngon. Rải đều quá coi. Đúng rồi, rải đều đẹp quá. Rải đều nữa đây, ngon nữa. Vét hết luôn, vét hết cho đầy chú Tham. Vét nó kêu luôn, khạch luôn. Đó. Bảo đảm sẽ ngon, người ơi. Rồi, trộn cho đều cái coi nè, đẹp cái coi nè. Để ta đô ly một vòng cho đẹp coi. Muốn ăn lăn vào bếp ra. Thấy không? Hôm nay tuyển được MC Hà Phương về làm bếp phó là không phải chuyện dễ đâu. Mình cố dấn từ xa thôi. Thấy không? Đó, nhìn thấy đạt không? Thơm quá trời, thơm săn đẹp không? Săn đẹp. Đó, cái phần còn lại khi mà nó chín là đến lúc này là Hà Phương chỉ còn trình bày thôi cho đẹp nha. Đó, mình nghĩ là nó rất là săn rồi. Bây giờ là đến phần trình bày. Mà thấy không, bắt đầu mực, bắt đầu nó săn, nó giòn và nó thấm. Nghe mùi rất là thơm. Ôi người ơi, lùm ơi, ngon quá rồi. Nghe cái mùi không, ngon quá. Quá thơm, quá thơm, quá đẹp rồi. Đây là những con người có tâm, con người có tâm hồn ăn uống. Ở đại học sung sướng, có tâm hồn ăn uống. Đó. Tâm vào. Cái gì này dành cho baby, cái nhỏ, cái nhỏ. Mực lên là mực cơm, cái đi. Anh Dương ảnh làm món này thì không ai làm qua đâu quý vị. Món này ăn rất là ngon, mà thậm chí ảnh làm ngon nhất cái bữa hành tưới lên trên. Cái này ngon đó nha, lát mình tưới lại nha. Đó. Bây giờ em tưới lên để cho nó đẹp cái coi nè. Đó, tưới lên một cái nữa nè, cái nữa đây. Đó, còn bao nhiêu phòng kia đâu, tưới bên này nè. Đó, vậy là món mực ống chiên giòn với nước mắm tỏi đã kết thúc với hai dĩa trông bắt mắt và rất đẹp. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta lên sóng thôi. Mời cả nhà thưởng thức món chính, đó là món mực ống chiên nước mắm tỏi, và món phụ đó là món cua còn gọi là ghẹ hấp chấm muối chanh ớt.
Dũng thì khác ăn hơn Tuấn Sợ, phải dắt miếng chanh vô ăn nó mới ngon. Đó. Đó. Vô cái món này thì nó cũng là món lạ, hấp dẫn hơn, lạ hơn. Đúng không? Trời ơi, con quỷ già ơi, mấy cái này nó còn nhiều không ăn. Đi ăn mấy cái món trứng của con. Bây giờ khổ cực chưa? Giác chanh hả? Giác chanh hả? Giác chanh hả? Giác chanh hả? Đó, giác chanh nè. Nhưng mà giác chanh là vô nó ăn nha, giác chanh đừng có bỏ vỏ nha, bắt chanh bỏ vỏ nguy hiểm lắm. Mình làm thử miếng ra nè. Ồ, ngon quá, các người giác chanh giùm. Ngon quá. Tính đi yêu, mình đi yêu gái mình phải fan cho nó biết quá tài. Khi mình rớt xuống á, nó chạy tới nó ấy được. Mình làm rớt xuống chưa vậy? Không. Từ tầm áo mà còn mình gió gió á, thì đi chạy với tầm. Tao phải nhỏ. Nó ta đi hai chiếc, ta đi chiếc nhỏ đó. Ồ. Thôi nó cứ chạy hoài là mẹ ngồi, mình gần lại chính giữa biển là mình chết á. Và đó là một cái chia sẻ rất thú vị, cả nhà cứ vô trải nghiệm, cứ thưởng thức, cứ làm thử. Những gì mà mình có, mình biết, mình hiểu được, mình chia sẻ. Thì cả nhà cứ có điều kiện thì làm những cái món này. Theo như Nhật Cường chia sẻ thì chúng ta sẽ biết được cái độ nó ngon, nó dở như thế nào nha. MC Hà Phương chia sẻ vài lời đến quý vị nha. Dạ, chào cả nhà yêu thương, chào các anh chị em ở trên toàn thế giới cũng như là trong nước Việt Nam của mình. Thứ nhất là chúng ta có một bữa ăn hôm nay thì anh Cường á, cũng bỏ công rất là nhiều. Mà Phương chỉ là cái người phụ nấu dọn dẹp thôi. Và khi anh làm show thì anh hỏi là bây giờ ẩm thực đời sống thì mỗi nhà hàng, mỗi công thức làm khác nhau. Thì chúng ta hãy theo dõi video này. Các anh chị nào xem trực tiếp á, thì có được xem, còn những người xem lại thì xem sau này xem kỹ thì công thức ảnh chị rất là rõ ràng, rất là nhiều phần. Hy vọng cả nhà mình thực hiện món ăn này vừa rẻ bổ dưỡng tại nhà trong mùa Covid này. Chúc quý vị khán giả trên toàn thế giới cũng như các anh chị em nghệ sĩ của chúng ta trong và ngoài nước được có sức khỏe dồi dào. Sau đây thì mình nhường lời nói lại cho anh Cường. Bye bye cả nhà. Thì giờ Nhật Cường nói chuyện ngắn gọn thôi là cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi kênh và không quên là chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc. Và nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha. Và đặc biệt bạn Tuấn Sợ đây là người và nên nhớ đăng ký và bấm like nha. Bấm like và đăng ký. Ok rồi, xin chúc mừng, bye bye và xin tạm biệt nha. Ý quên giúp giùm Nhật Cường đăng ký, subscribe, theo dõi nha. Chân thành và đa tạ.